Xin chào các bạn. Xoa bóp bấm huyệt được biết đến là một phương pháp y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh. Ngoài ra, xoa bóp bấm huyệt còn được ứng dụng trong lĩnh vực làm đẹp, đặc biệt là hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Vậy, xoa bóp bấm huyệt có tác động đối với cơ thể như thế nào và những huyệt đạo nào giúp giảm béo hiệu quả? Hãy cùng Tuệ Y Đường đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Y học cổ truyền có câu, phì nhân đa đàm, tức là thừa cân béo phì là do khí huyết ứ trệ và đàm thấp tích tụ lâu ngày gây nên. Vì vậy, việc thúc đẩy lưu thông khí huyết và phân bổ năng lượng đồng đều trong cơ thể chính là biện pháp giảm cân hữu hiệu và bền vững. Xoa bóp bấm huyệt có khả năng thực hiện tốt các nhiệm vụ này, đem lại tác dụng nổi bật sau trong hỗ trợ giảm cân. Thứ nhất, giúp cơ thể thư giãn, thả lỏng, đồng thời cung cấp dưỡng khí, khiến cho làn da trở nên hồng hào, tươi tắn. Thứ hai, giúp chuyển hóa chất béo toàn thân thành nguồn năng lượng hữu ích cho sức khỏe, đồng thời hóa lỏng và đào thải một phần mỡ thừa qua con đường bài tiết. Thứ ba, tác động vào một số huyệt đạo nhất định, giúp ngăn chặn cơn đói, đồng thời thúc đẩy tiêu hóa và tăng cường trao đổi chất, ngăn chặn không cho năng lượng dư thừa tích lũy trong cơ thể. Dưới đây, mình sẽ giới thiệu cho các bạn 10 huyệt đạo có tác dụng hỗ trợ giảm béo hiệu quả. Đầu tiên là huyệt lương khâu. Huyệt lương khâu nằm ở phía trên đầu gối, từ bờ ngoài xương bánh chè đo lên 2 thốn. Một thốn được xác định bằng chiều ngang ngón tay cái của người bệnh. Bấm huyệt lương khâu giúp giảm cảm giác thèm ăn, tránh được tình trạng dung nạp thức ăn quá mức gây thừa cân béo phì. Thứ hai là huyệt túc tam lý. Huyệt túc tam lý nằm ở dưới đầu gối, đo từ mắt gối ngoài xuống 3 thốn. Bấm huyệt này giúp điều hòa chức năng tạng phủ, thúc đẩy chuyển hóa và đào thải chất béo, đồng thời tăng cường phát triển cơ. Vì vậy rất hiệu quả trong giảm cân và cải thiện vóc dáng. Thứ ba là huyệt dương lăng tuyền. Huyệt này nằm ở mặt ngoài chân, tại chỗ lõm dưới đầu xương mát. Bấm huyệt dương lăng tuyền có tác dụng điều hòa tiêu hóa, giúp cơ thể no lâu hơn, rất có ích trong việc giảm béo của người thừa cân béo phì. Thứ tư là huyệt ủy trung. Huyệt ủy trung nằm phía sau đầu gối, ở vị trí giữa lằn chỉ nếp gấp nhượng chân. Bấm huyệt này có tác dụng tiết nhiệt, thư cân, thanh huyết, thông lạc và khu phong thấp. Thứ năm là huyệt thừa sơn. Huyệt thừa sơn nằm dưới huyệt ủy trung 8 thốn, tại vị trí lõm cuối bắp chân, tạo nên bởi khe giữa cơ sinh đôi ngoài và cơ sinh đôi trong. Bấm huyệt thừa sơn có tác dụng điều khí, lương huyết, thư cân lạc. Thứ sáu là huyệt giải khê. Huyệt giải khê nằm ở chỗ lõm chính giữa nếp gấp trước cổ chân. Bấm huyệt này có tác dụng hóa thấp trệ, trợ tỳ khí và thanh vị nhiệt. Thứ bảy là huyệt phong long. Huyệt phong long nằm ở bờ ngoài chân, đo từ đỉnh mắt cá chân ngoài lên 8 thốn, hoặc xác định điểm chính giữa huyệt giải khê và mắt gối ngoài. Bấm huyệt phong long có tác dụng hóa đầm thấp và hòa vị khí. Thứ 8 là huyệt thái sung. Huyệt thái sung nằm trên mu bàn chân, đo từ khe giữa ngón chân cái và ngón chân trỏ lên 1,5 thốn. Bấm huyệt này giúp thúc đẩy khí huyết lưu thông và tăng cường chức năng tiêu hóa. Thứ 9 là huyệt công tôn. Huyệt công tôn nằm ở bờ trong bàn chân, tại chỗ lõm giữa thân và đầu sau xương bàn chân đốt 1. Bấm huyệt công tôn có tác dụng ích tỳ vị, lý khí cơ, điều huyết hải và hòa xung mạch. Sử dụng trong điều trị thừa cân béo phì cho hiệu quả tốt, không gây tác dụng phụ. Cuối cùng là huyệt quan nguyên. Huyệt quan nguyên nằm ở vùng bụng, to thẳng từ rốn xuống 3 thốn. Huyệt này được sử dụng thường xuyên trong bấm huyệt bụng giảm béo vì giúp đào thải mỡ thừa hiệu quả, đồng thời kích hoạt nguồn năng lượng gốc giúp làm ấm và dẫn khí tới toàn bộ cơ thể. Để đem lại hiệu quả giảm cân, hãy tác động vào các huyệt đạo này mỗi ngày, kết hợp với một chế độ ăn uống và tập luyện khoa học. Tuệ Y Đường chúc các bạn thành công và có một sức khỏe viên mãn.